Sau Hoàng Nhật Đầu Địa chào các bác ạ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu các bác tiếp tục một cái con máy rửa bát Tiona NPB M1 các bác nhé. Con này em để là số 8 này. Đây. Tình trạng máy thì theo như em quan sát là còn là đẹp, đẹp đều, nói chung là khá là đẹp. Tình trạng nó cũ theo thời gian thôi chứ không có cái gì tác động ghê gớm làm cho nó hỏng cả. Đấy, thân vỏ mặt mũi nói chung là cũng rất là đẹp, đẹp đều các bác nha. Đây, mọi thứ phần lưng của nó đây cũng còn khá là đẹp. Con này Tiona BM1 nhưng mà nó là 207. Bình thường Tiona BM1 thì thường là 206. Nhưng mà nó có con nữa sang đầu năm 2007. Nên tình trạng máy thì đang cắt rửa hoạt động rất ok, phun nước mạnh. Các máy khi gửi đi hay là vớt để test trước khi bán em đều phải test kỹ càng các bác nhé. Test chạy đôi lần. Đấy, đây. Bên trong cũng còn khá là mới sạch sẽ. Đối với những cái con na vòm như thế này thì nó rất là đẹp rồi. Giá thì rất là rộng, con na vòm này nó rộng rãi hơn các cái con kia một chút. Đấy, nhất là được trông có vẻ được nhiều hơn. Đây là BM1 thôi nhé. BM1 thì em bán là 3,9 triệu. Giá 3,9 triệu không có đổi nguồn, không bao ship ạ. Ship hàng toàn quốc. Thì địa chỉ em là số 192 tuổi 12 Trần Đông Anh, Hà Nội. Bảo anh 6 tháng các bạn nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ. Máy đang chạy. Hiện tại Navom thì em vẫn còn khoảng gần chục con nữa. Thì vẫn còn đáp ứng cho các bác được trong chắc khoảng chục ngày nữa. 5-7 ngày nữa. Nhưng mà hết lô này thì cũng chưa biết nhập ở đâu vì xe các cái đầu xe vận chuyển ấy. Xe khách kia là cấm nên chả lấy được hàng. Mình không biết Hà Nội thì còn cách ly đến bao giờ nữa thì cũng chưa rõ. Tạm thời thì cứ có hàng cứ bán tạm thế này. Bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo nha. Vẫn giao hàng toàn quốc đấy. Cảm ơn các bác.